Cháu Trình xin mến chào quý bác, quý anh chị. Chào mừng quý bác, anh chị đã tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Quý bác mến, hôm nay thì cháu Trình lại tiếp tục lên trên nhà mới của em Quân. Hôm nay thì cháu Trình lên có bổ sung một ít đồ lên cho các anh thợ. Đó là một cái ổ khóa với cả một cái bồn rửa bát đây các bác. Theo cái yêu cầu của quý các bác anh chị thì cháu Trình có mua cái bồn rửa bát ra để mà cho các anh thợ đo đạc để ngày mai xe đổ phần khung, cái khung phần bồn rửa bát đấy các bác. Đây, Quân thì vừa mới từ nhà cũ ra. Con chào các bà. Rồi, đấy, còn đây là một cái phần quà của một bác gửi tặng đến cho em Quân các bác ạ. Đây là người gửi là bác Đoàn ở Hải Phòng. Đấy, thì bác có gửi đến cho cháu Trinh. Đó là cháu Trinh có gọi cho bác thì bác bảo là bên trong là có một chiếc đồng hồ treo tường. Đấy, thì cháu Trinh sẽ mang đi để mà lắp vào ngôi nhà mới của em Quân các bác nhé. Đi, đi vào trong nhà đi. Đây để anh cầm cái này cho. Này thì xe lấy để ở... anh lên nhà. Để ở dưới nhà để ngày mai xe cho các anh thợ tiến hành đo các bác. Cái bồn rửa bát với cả... còn thiếu cái bồn cầu nữa, bồn cầu thì mai sẽ mua sau. Hôm nay cầm lên là chỉ có đi hai người thôi ấy các bác. Chỉ có đi hai người thôi thì không có tay để cầm. Để đây. Đây là cái ổ khóa đây. Khóa to các bác nhé. Đấy, ổ khóa này thì Việt tệp, rất là to. Đấy. Wow. Ổ này rất là to, thế này thì không sợ phá đâu các bác. Ổ này là cái loại ổ khóa mà cũng phá khó. Bóc đi Quân, bóc tem đi. Bóc xong rồi mình lấy đi treo tường. Xem là bác mua cho loại đồng hồ như nào. Bác cũng gửi được mấy hôm ấy thì bây giờ chát xong hết rồi thì có thể là lấy ra lắp cũng được. Dán cả cục pin vào đây. À. Có cục pin nữa. Đẹp không Quân? Có. Thích không? Có. Rồi. Đấy. Ui à, có phong bì nữa này. Đấy, bây giờ Quân thử lắp pin vào xem nào. Ui đẹp thế, có cả gương luôn ấy. Ờ. Gương á. Cái này khả năng là mình lắp pin là nó sẽ lắp. Cục pin rơi ở đây một cục này Quân. Hai em chưa thấy ở đây. Ừ, này. Rơi từ đâu sang ấy nhỉ? Đây để cho nó à. Không biết nó dính vào hay sao ấy. Nó bị dính vào ấy. Ừ. Lấy cái cây gì ra khều đi Quân. Đấy, cái đồng hồ rất là đẹp này cô bác. Đấy, nó dùng lắc thế này khả năng là lắp pin vào nó sẽ dùng lắc ấy. Thì bác bọc rất là kỹ càng thì đến tay của em Quân là vẫn còn nguyên si nguyên vẹn của bác nhé. Đồng hồ mới luôn. Được không? Khều được à? Khều ra bên kia. Đấy. Đâu bên kia Quân ạ? Được rồi. Đâu xem nào. Bên kia từ nhé. Rồi đây Quân lắp vào xem nào. Đúng chưa, đúng chiều nó chưa sai rồi.
lần đầu tiên mà lắp cái đồng hồ vẫn còn bỡ ngỡ các bác ạ. Khiến ông biết phải à, chưa đây nhét vào nữa thì mới phải chưa chạy chưa chưa nhờ. Cái này đâu để anh xem à, anh xem ấy. Này được chưa anh xoay à, nó chưa? Chạy chưa, chạy rồi à. Đấy chạy rồi đây. Đấy, bây giờ là 1 giờ. Em vặn xuống 5 giờ xem nào. Đây này, có cái vặn đây này, nút vặn đây này. Đấy. Quân đồng hồ này Quân biết xem chưa? Biết rồi. Biết rồi à? Ừ. Trong lốc có một cái. À, trong lốc có một cái. Đấy, bây giờ chắc tầm 5 đây giờ. Đây có chỗ treo à, 4 giờ. Ấy. Ừ. Bắn một cái đinh xong là treo ở ngay ở đâu đây, treo ở bức tường bên này nhờ. Chỗ này thì để bàn thờ sau này, để kia anh ạ, góc kia, góc này á. À. À. Đây. Ở đây thì có một cái phong bì các bác ạ, đây là của bác Đoàn ở Hải Phòng. Ở trên xe khui phong bì ra xem là bên trong có gì. Đấy, phần quà rất là đẹp luôn bác ạ. Tại thì Tuấn Trinh cũng đã trao để đến tay cho em Quân rồi đây. Đấy, khả năng là lá thư bác Đoàn. Đấy, bác có gửi một đoạn thư. Ở bên trong là có 300.000 tiền mặt các bác. Đấy, 300.000 tiền mặt với cả một lá thư Tuấn Trinh sẽ đọc các bác nhé. Đấy, bác Đoàn ở An Đông Hải An Dương, thành phố Hải Phòng. Trình ơi, bác nhờ cháu chuyển cho em Quân món quà bác mừng tân gia cho cháu Quân nhé. Trong đó có 300.000, bác gửi cháu Trình 100, tem còn 200 thì cháu đưa cho em Quân hộ bác Trình nhé. Tuy món quà nhỏ bé, thôi, nó là vật kỷ niệm mãi mãi trong căn nhà mơ ước của cháu Quân đấy. Cứ mỗi khi cháu đi học hay đi làm, cháu đều nhìn đồng hồ để xem giờ, là nhìn thấy những tình cảm, những yêu thương của bác dành cho cháu rồi Quân ạ. Thôi bác phải đi làm rồi, bác chúc cháu luôn luôn mạnh khỏe, gửi giữ gìn sức khỏe, cháu gắng học giỏi để không phụ lòng các ông bà và tất cả mọi người. Mạnh thường quân đã thương yêu cháu, đã giúp cho cháu được ngôi nhà mơ ước đã thành hiện thực rồi cháu nhé. Bác chúc mừng, chúc cháu đón một ngày làm lễ tân gia tràn đầy niềm vui và hạnh phúc và mọi điều may mắn tốt đẹp đến với cháu nhé. Đây là món quà mà bác Đoàn gửi đến cho em Quân là với cái mong muốn là mừng tân gia. Đấy, thì hôm nay là chương trình cũng đã khui quà rồi cô bác. Tại vì ngôi nhà thì bây giờ hoàn thiện rồi thì sẽ lấy ra đây để mà để, tại vì chỗ trọ của cháu Trinh ấy thì cũng hay bị mất đồ ấy, không dám để ở đấy các bác ạ. Bây giờ nhà của Quân thì có cái cửa rồi, có khóa rồi, thì chú nơi cháu Trinh cùng với Quân sẽ lấy đóng vào tường luôn để mà treo ở đấy. Ngoài ra thì bác có gửi đến cho cháu Trinh cũng như là em Quân là 300.000 đây, thì 200.000 là bác mong muốn là cho em Quân. Đấy, còn là 100.000 thì bác gửi đến cho cháu Trinh là làm tiền gọi là quỹ của tem cũng như là đổ xăng đi lại. Thì sau khi mà nhận được phần quà của bác thì cháu Trinh cũng rất là cảm ơn và rất là xúc động. Ở những cái phần quà như thế này thì thật sự rất là ý nghĩa, khả năng là Quân sẽ không để quên được, tại vì là hàng ngày thì như bác đã nói rồi, Quân đi học thì Quân phải nhìn đồng hồ, rồi đi làm đi đâu cũng nhìn. Nhìn thấy những cái đồng hồ như thế này thì lại nhớ đến bác, những Mạnh Thường Quân. Đấy, về lâu về dài, đấy cái đồng hồ thì là một cái vật mà mình không bao giờ mà bỏ được. Còn cháu Trinh cũng xin được cảm ơn bác Đoàn. Chúc bác có thật nhiều sức khỏe và thật hạnh phúc bên gia đình.
ở công việc thì sẽ càng ngày càng thành công bác nhé. Cháu Trình thì cũng không biết nói gì hơn, thì nếu như mà bác có thời gian thì cũng rất là mong sẽ bác lên chơi Tân Gia với cả Quân của bác nhá. Bây giờ chỉ còn mấy ngày nữa thôi là ngôi nhà của Quân đã hoàn thiện rồi. Đấy, bây giờ là Quân cảm ơn đến bác đi, bác Đoàn. Con cảm ơn bác Đoàn, bác đã dành tình cảm, tình yêu thương đến với con và gửi cho con một phần quà rất là ý nghĩa. Con chúc bác có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Rồi. Đấy, còn đây là tiền này thì anh trao cho em để em lấy tiền ăn sáng cũng như là đổ xăng đi học nhé. Còn đây là phần của cháu Trình, bác gửi cho Trình làm tiền đổ xăng. Thì cái bức thư này thì Quân giữ nhá, Quân để lại đi, để vào trong trong này luôn, bức thư của bác. Đấy, để vào trong cái đồng hồ luôn bác nhá. Bức thư để trong đồng hồ luôn. Nhưng mà cái này đừng lấy cản vào đây, nó không, cái này nó không không ấy, không xoay ấy. Cái đấy là hình như nó phải lắc đi lắc lại hay sao? Không, không lắc nữa. Không là? Rồi. Đấy. Đấy, lắc mà. Lắc đi lắc lại, lắc đi lắc lại. Đấy, bây giờ Quân đi kiếm, để anh đi kiếm cái búa với cả cái đinh về đóng. Đóng để treo cái đồng hồ lên luôn. Khả năng ở dưới này các anh thợ có này. Kéo xuống kháng này copy ơi. À, đấy Quân đi kiếm đi. Kiếm với cả Bảo Lập mà nấu hà rẻ đi. Đấy Quân có đi cùng với lại Lập ấy cô bác, đi nhặt được một ít hạt rẻ. Thì sẽ lấy nấu để mà ăn. Đây, ở đây là các anh thợ đã chắt phần thô xong hết rồi các bác nhé. Đây, ở đây thì các anh thợ phải chắt một lần nữa này các bác. Ở đây thì chắt phần thô thôi, có nghĩa là làm thành hai giai đoạn đấy các bác. Giai đoạn này thì gọi là phần thô thôi, giai đoạn hoàn thiện nữa. Đấy, xuống dưới này là phải cầm cái đèn để mà soi ấy các bác, chứ không là rất là tối, chả nhìn thấy gì cả. Đây, ở đây thì phần thô đã chát xong hết rồi, phần trần thì vẫn chưa chát các bác nhé. Ngày mai đây nhà vệ sinh, nhà vệ sinh là cũng chát rồi này. Đây các bác, khi mà chát xong là rất là rộng và rất là đẹp. Đấy, ở phần tường này, phòng ngủ này, phòng ngủ thì cũng đã chát phần thô xong hết rồi các bác nhé. Ngày mai sẽ lại chát một lượt nữa để cho nó thật là bằng, thật là mịn. Đây là cái không gian nấu nướng đây các bác, bếp núc đây. Phía ngoài cửa sổ thì sẽ để cái bồn rửa bát ở đấy. Còn chân tường này sẽ để một cái bàn, gọi là bàn chặt cũng như là bàn bếp ga luôn. Không. À đây 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 đây. Xuống đây lấy đi Quân ơi. Có cái đinh không? Cái búa này này, búa này kìa. Kìa. Đúng không? Ừ. Cái đinh thì đi ra ngoài tìm, ra ngoài có nhiều. Đấy, cái phòng ngủ ở dưới này thì để sau này em Quân lớn lên mà có vợ thì có vợ có con ấy thì tận dụng sau. Còn bây giờ thì ngủ ở phòng ngủ này thôi. Trên này thôi. Đi kiếm cái đinh. Các anh thợ đang tiến hành chát ở ngoài này này. Chát ở cái phần ngoài này của bác. Có không Quân? À đúng rồi, lấy cái đinh to đấy. Đây của bác. Đây là em Lập đang nấu hạt rẻ đây. Nấu cũng nấu nhiều nhiều một tí đi cho các anh thợ ăn cùng luôn. Đây các bác, hạt rẻ đây. Rất là to này. Hạt này thì em Quân bảo là sẽ lấy xuống cho Trình bán. Hạt loại to các bác, một hạt rất là to này. Đây.
Cái hạt dẻ này thì ở quanh nhà là không có đâu, phải đi vào sâu trong rừng mới có đấy. Cái nhà thì có hạt bé bé như kiểu ngón tay như em Thuận hay đi nhặt đấy các bác. Cái loại này là loại to, hạt dẻ hạt rất là to. Bên trong là nó khi mà nấu chín nó màu vàng vàng, ăn ngon lắm các bác, nhiều nhân đấy. Đây anh thợ chính đang nấu cơm rồi đây. Hôm nay ăn quả su su đây à anh? À, hôm qua cháu Trinh lên còn mua thịt lên chứ hôm nay không mua lên là chỉ ăn su su thôi các bác. Ủa, ăn mới su su thế này thì sao mà làm được việc? Chỉ với hôm nay thôi, hôm mai mới xuống chở được. À, đấy, thế hôm qua là như hôm qua là cũng ăn rau cải không nữa nếu mà em không lên đấy nhỉ? Ở đây xa chợ quá. Vâng. Thì có được ra Quân. Quân kiếm được cái đinh rồi, bây giờ sẽ cùng với em ấy đi đóng treo đồng hồ. Cứ đóng cao cao lên Quân ạ, à. Cao, treo cao lên. Từ từ nhé. Ui thấp quá, thấp quá. Treo cao mới đẹp. Ờ, cứ để đấy để anh đóng. Để anh đóng cho Quân. Đóng thấp và nó vướng với cả nó nhìn không đẹp á. Đây. Không không cần đâu, sau này mình sẽ có cách. Để anh đóng cao lên. Quân sợ là đóng cao sợ lấy không đến các bác. Sau này mình kê cái ghế lên mà. Vâng. Kê cái ghế lên đấy. Để anh từ từ nhá, để anh đặt cầu thang lên ạ. Cao quá nó không phun điện. Ủa cầu thang này dài thế nhở? Quân giữ cầu thang cho anh nhé. Vâng. Thì anh em muốn đóng ở đây đúng không? Đóng thấp thấp không? Ừ. Đóng ở đây thì anh sẽ đóng theo cái yêu cầu của em. Tầm đây. Tầm này đẹp này. Thấp quá nó không đẹp. Tường này cứng thế nhỉ? Tường cứng quá cô bác à, không đóng được thì sẽ để mấy nữa anh cơ khí ra thì lấy cái khoan khoan vào thôi. Rất là cứng. Đóng cong hết đinh. Nhưng mà cái này để đâu cho chắc anh? Ừ. Cái này à? Ừ. Để trong phòng ngủ ấy. Vâng. Tháo cái pin ra. Tháo pin ra. Chắc thật nhờ, đóng cong hết cả đinh không đóng được cô bác ạ. Tháo một pin ra cũng được. Ờ, tháo một cái ra nó không chạy được. Đấy. Quân lấy để bây giờ lấy để phòng ngủ ấy. Để ở trên gạ. Ờ. Vẫn chạy. Vẫn chạy á? À, một pin không chạy. Thế lần sau là lắp một pin thôi nhờ. Để lại một nếu pin mà hai pin thì nó tiết kiệm hơn. Đấy. Đấy, để phòng ngủ đó. Để mấy nữa anh cơ khí lên thì để anh cơ khí bắn các bác ạ. Chứ nó tường cứng quá, không đóng đinh được. Đấy, bật điện xem sao, sáng. Sáng. Bóng điện ngoài là có mà, bật điện ngoài đi. Rồi. Cái này đồ làm gì ấy nhỉ? Anh thợ. Tấm gì cũng không biết à? Chín chưa là vậy. Chín chưa? Sôi chưa? Chưa sôi á?
ăn hạt dẻ. Hạt dẻ thì ở trên vùng cao là nói chung là đến mùa là hay lấy về nấu ăn lắm cô bác, mà ăn sống cũng được. Đây, những cái hạt dẻ như thế này thì Trinh sẽ thử tách bỏ ra xem hạt còn sống là như thế nào các bác nhé. Đây cô bác, nhân này. Hạt dẻ to này thì nó vẫn như hạt nhỏ bình thường đó các bác. Mùi thơm là, theo Trinh cảm nhận là thơm như nhau. Hạt nhỏ thì nó ít ấy, ít thì mình cảm nhận như ăn nó thấy ngon hơn đấy. Cái hạt to thế này thì ăn là ngọt. Ngọt ăn như kiểu là, cháu Trinh cũng không biết là diễn tả nữa các bác. Cháu Trinh sẽ mang về xem xong là lấy bán các bác nhé. Cứ bác anh chị ủng hộ thì có thể là mang về xong là ủng hộ cháu Trinh cũng như là ủng hộ mấy em đấy. Để khi mà cứ bác mang về thì cũng lấy nấu như thế này này. Bây giờ nó sôi ăn được thì tách vỏ ăn, rồi có thể là lấy rang lên. Khi mà luộc xong ấy, rang một lần nữa thì ăn nó ngon lắm các bác. Không được đâu, không giỏi đâu. Không được đâu. Ăn mấy cái hạt dẻ này là cũng no nhanh lắm. Lúc nào mà đói đói ấy, mang về ăn là hết đói ngay. Tại vì hạt nó rất là to các bác. Mấy hôm nay thì anh Quyền cũng có việc đấy các bác. Không có thời gian để mà lên chỗ nhà của em Quân. Thì mấy hôm nay cháu Trinh sẽ là người mà thường xuyên lên nhà của em Quân. Còn chị Yến thì hay đi vào nhà của Yến Bơn này. Còn mấy cái hoàn cảnh như là ba ông cháu thì ở đấy có bạn Lực chia sẻ rồi. Còn Hưng với Thuận thì mấy ngày hôm nay là anh Khương bên kênh của Minh Khương TV ấy là hay ra đấy để mà chia sẻ, cho nên là cháu Trinh cũng chưa đi. Khả năng ngày mai cháu Trinh sẽ đi. Thì mấy ngày hôm nay cháu Trinh ở nhà của Quân ấy thì cũng có những cái cuộc điện thoại của một số bác là gọi đến cho cháu Trinh, bảo là sao lại cứ đi quay nhà của Quân, nhà của người khác thì không đi. Đấy thì cháu Trinh cũng chia sẻ rồi, bây giờ nhà của Quân thì vẫn đang làm, đang hoàn thiện. Cháu Trinh cũng phải ra để mà giám sát cùng với các anh thợ, cũng như là cùng với Quân ra để dọn dẹp. Rồi là tối đến thì xem là các anh thợ có đi về hay không, thì còn biết là ở đây mà trong lán, trong nhà mới. Đấy, cho nên là cũng không có thời gian để mà đi sang hoàn cảnh mới các bác. Thì cũng rất là mong các bác anh chị sẽ thông cảm. Một số bác thì bảo là những cái khoản mà bác gửi đến cho Hưng với Thuận với cả Yến Bơn ấy, thì vẫn còn có một số khoản nữa cho Trinh chưa đi trao. Thì cũng gọi điện đến giục cho cháu Trinh. Thì một lần nữa cháu Trinh cũng muốn là cho các bác anh chị hiểu là bây giờ thì đối với những hoàn cảnh ấy, khi mà chúng cháu lên giúp đỡ thì cũng chỉ muốn là giúp đỡ được cho các em có một cuộc sống tốt hơn. Và là giúp phải giúp đúng người, đúng hoàn cảnh, và phải biết cách để mà giúp đỡ các bác. Chứ bây giờ quý bác anh chị mà gửi tiền lên bao nhiêu thì lấy đi trao cho các em nhỏ hết, thì các em nhỏ không biết là chi tiêu như thế nào. Vì cái vấn đề mà chi tiêu sinh hoạt trong cuộc sống ấy, là cũng phải cần học hỏi các bác. Cũng phải cần biết chi tiêu cân đối như thế nào. Chứ một phát cháu Trinh mà đưa tiền cho các em mà các em không biết chi tiêu thì đó là hại các em rồi. Đấy thì những cái khoản mà các bác gửi đến cho cháu Trinh mà muốn là trao cho em Yến Bơn với cả Hưng Thuận ấy, thì cháu Trinh vẫn để trong danh sách thôi. Cháu Trinh cũng mong muốn là nếu như được quý ông bác anh chị mà ủng hộ nhiều thì sẽ lấy cái số tiền đó để vào quỹ để dần dần sẽ làm nhà cho các hoàn cảnh đấy, cùng nhau có thể là phối hợp với cả các kênh của anh chị nữa để được cái khoản tiền lớn lớn, rồi mua những cái đồ gì gọi là phát triển cho các em. Chứ đưa tiền cho các em thì tiêu thì bao giờ cũng nhiều như thế nào cũng sẽ hết thôi. Chưa sôi à? Chưa, nước nhiều quá sao á. Ủa, khó nhỉ. Xem nóng chưa? Sắp sôi rồi nhỉ. Đồ thợ là hôm nay cũng nghỉ sớm hơn hôm qua một chút nhỉ. Hôm
Hôm nay hết hết việc sớm hơn đúng không? À. Vâng. Mai là chắt hoàn thiện rồi à? Mai lại vào phần trần. À, phần trần. Trần một ngày nữa à? Trần chắc phải 2 ngày. Trần 2 ngày. À. Hôm nay là ngày thứ mấy rồi nhỉ? Anh làm đến hôm nay. Hôm nay ngày thứ 5 đấy. Ngày thứ 5 rồi á? À. 6 rồi á? Sáu. Bây giờ là anh đội anh là có mấy người nhỉ? 4 người. Đấy thì tiền công thợ là 10 triệu đúng không? Vâng. Anh Quyền bảo là trả 10 triệu. Bây giờ là ngày thứ tư rồi. Ngày thứ 6 rồi các bác. Ngày thứ 6 rồi thì nếu mà chia ra thì không được mỗi người 200 rồi. Khi mà hoàn thiện ngôi nhà ấy. 6 ngày. Đó. 10 triệu đúng không? 10 triệu là cũng tính ra là ngày không đạt 200 mấy nhỉ? Không đạt nhỉ? Tiền ăn nữa. Ừ, tiền ăn uống nữa. Đấy. Tính ra là làm ở trên này ấy các bác thì thực sự mà nói thì tiền công cũng khá là bèo. Đi làm ở đâu cũng vậy. Ừ. Anh thợ thì cũng vừa làm vừa hộ thôi. Chứ để mà làm mà đạt đấy là không đạt, đội nào cũng lỗ thôi. Làm cái ngôi nhà thế này thật sự mà để mà nói chắt ở tầng dưới là rất là nhiều cái phần ở ngoài này nữa, ngoài là có 3 bức tường là vẫn chưa chắt hết đấy, khi mà đội thợ mới nhận thì mới bắt đầu chắt rồi bên trong nữa, rồi trần nữa, đấy là rất là tốn công. Rồi các anh thợ làm không có giờ nghỉ, ngày nghỉ luôn các bác. Thưa bác là vừa rồi thì cháu Trình cũng là em Quân đã nấu xong hạt dẻ rồi. Biết là đã nhừ chưa? Chín thì chín rồi Quân nhỉ? Ừ. Những cái hạt là nó hạt là to to là nó bị ấy, hỏng. Cháu Trình mời tất cả các bác anh chị cùng thưởng thức với cháu Trình của bác nhé. Con anh ăn đi. Các bạn hạt dẻ ạ. Anh ăn hạt dẻ. Đấy, bên trong là hạt như thế này này các bác. Màu nó ngả vàng khi mà chín ấy, còn lúc nấu là nó sẽ màu trắng. Đấy. Trình mời tất cả các bác anh chị. Thơm này. Ngọt nhờ. Ngọt ngon các bác ạ. Thơm ơi. Lâu ơi. Ngọt và giòn giòn như kiểu khoai lang ấy nhỉ. Ăn như khoai lang nhỉ. Vị nó thì có một cái vị thơm khác các bác. Thưa các bác là cái hạt dẻ này thì đó là những cái sản phẩm ở trên vùng cao và cũng là một cái đặc sản đấy các bác. Cái hạt dẻ này thì cũng giúp chữa bệnh, là thứ nhất là giúp cải thiện tiêu hóa này, thứ hai là thúc đẩy sức khỏe tim mạch, thứ ba là bổ sung chất sắt cho cơ thể, thứ tư là tăng cường chức năng não bộ, thứ năm là hỗ trợ sức khỏe của xương, thứ sáu là có thể kiểm soát huyết áp, thứ bảy là tăng cường khả năng miễn dịch, thứ tám là ngăn ngừa các bệnh về mãn tính các bác ạ. Đấy thì khi mà mình ăn vào những cái sản phẩm này vào là cũng rất là tốt, đặc biệt là những cái sản phẩm như hạt dẻ thế này thì nó là ở trong rừng, nó không hề có cái chất bảo quản gì, nó toàn hoàn toàn là đồ rừng hết các bác nhé. Thì một phần là cháu Trinh sẽ bán để mà ủng hộ cho các em. Nếu như mà được quý bác anh chị ủng hộ thì cháu Trinh sẽ thu mua của bà con để gọi là giúp bà con phát triển kinh tế. Đấy, ngoài ra thì cháu Trinh cũng đang bán những cái sản phẩm như là nấm hương, mộc nhĩ này, rồi là mật ong, khoái rừng. Đấy. Thì cháu Trinh bán những cái sản phẩm hoàn toàn là ở trên Hà Giang. Đấy. Rồi những cái đặc sản ở trong rừng rất là tốt. Những cái sản phẩm nào cũng hỗ trợ về cái sức khỏe của bác nhé. Ngon không anh? Ngon mà. Ngon nhờ. Được đấy. Ăn hạt dẻ này vào là no luôn, tí ăn không ăn được cơm ấy. Quả này mà đi vào rừng nhặt đấy, không cẩn thận nó rơi vào đầu, vỡ đầu ấy nhờ. To thế này. Còn một số lớp gai nữa. Còn lớp gai nữa. Đấy, Quân đi nhặt là phải đội mũ bảo hiểm đó. Đội mũ bảo hiểm đi an toàn.
Những cái loại cây hạt dẻ quả to thế này của bác thì ở trong rừng già mới có cơ, ở trong làng không có đâu. Chỉ có những cái loại mà hạt nhỏ nhỏ thôi, như em Hưng với Tuận đấy của bác. Đấy là có hạt bé tí như ngón tay này. Ăn là rất là khó để mà tách bỏ, với cả là ăn bao giờ mới no được. Ăn cái loại này thì mới no nhanh. Ăn xong cái này khả năng là no mỗi người tầm 2 bát cơm nữa là qua buổi tối đấy nhỉ. Bữa tối đấy, qua bữa tối đấy. Cáo Trình cũng xin phép là sẽ kết thúc nội dung video tại đây thôi các bác. Thì hôm nay Cáo Trình lên cũng chỉ lên để mà xem tiến độ của các anh thợ làm đến đâu rồi, và mua lên cái bồn rửa bát để mà cho các anh thợ đo đạc. Ngày mai sẽ tiến hành làm cái bồn đấy, cái bàn chặt nữa. Thì hôm nay lên thì được em Quân cũng như là bạn Lập có đi nhặt được một ít hạt dẻ thế này, thì Cháu Trinh cũng mang lên để mà luộc ăn cùng với lại các anh thợ. Với lại là còn hình như là còn mấy cân nữa đấy, thì Cháu Trinh sẽ mang về xem là cứ ba anh chị có, cứ ba anh chị nào mà thích ăn thì có thể là mua về để mà ủng hộ chúng cháu của bác nhé. Còn nội dung của thước phim thì Cháu Trinh cũng xin phép là khép lại tại đây. Rất là cảm ơn cô bác anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng Hoa Cải Vàng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Cháu Trinh xin chào các bác. Thưa các bác là hôm nay Cháu Trinh đi vào bản thì có thu mua được của bà con một xô mật ong rất là đầy như này các bác. Đây là mật ong khoái rừng. Đấy thì Cháu Trinh có thu mua của bà con về. Cháu Trinh mua cả sáp về và về đến nhà thì sẽ tự lọc các bác ạ. Tại vì là nhiều khi bà con lọc không sạch ấy, mật là rất là đặc luôn này các bác. Đợt này Cháu Trinh lấy là rất là có chất lượng luôn các bác ạ. Mật ong khoái 100% của bác nhé. Đặc thù của nó là không thể nuôi được. Sau khi mà lọc hết cái bã ra thì Cháu Trinh sẽ lấy rót vào chai như thế này các bác nhé. Đối với sản phẩm mật ong khoái rừng của Cháu Trinh thì quý bác anh chị cứ yên tâm mua về kiểm tra hàng, đúng hàng đặt chuẩn thì quý bác anh chị gửi tiền cho shipper các bác nhé. Còn hàng bị bung nắp ra hoặc là không chất lượng thì quý bác anh chị có thể là gửi hàng trả lại cho Cháu Trinh. Một chai như thế này là 1 lít của bác nhé. Cháu Trinh sẽ lấy để ra từng chai như thế này. Và nếu như mà quý bác anh chị mua 2 lít mật ong thì Cháu Trinh sẽ có tặng cho quý bác anh chị là một hũ măng ớt như thế này các bác nhé. Măng ớt hiện tại là Cháu Trinh còn một chút thì Cháu Trinh sẽ để dành cho quý bác anh chị nào mà mua từ 2 lít trở lên thì Cháu Trinh sẽ tặng một hũ măng ớt như thế này. Rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ mật ong của Cháu Trinh.